Chào các bạn, hôm nay tôi quyết định cùng với để bạn thân anh em cùng nhau ra ngoài quay video và để tạo thành những clip đẹp chia sẻ cùng. Đây là khung cảnh trong chúng tôi bắt đầu xuất phát trong từ bắt đầu từ thành phố Giang đi. Bạn này mới lần đầu tiên được quay phim nên là gần nhiều cái chưa biết. Đúng rồi, đây là quay đằng trước. Vâng. Cái bưu điện kìa. Bưu điện trên tầng. Cứ vào cái chỗ mắt là nó sẽ bị xóa cái hình của anh đi. Đấy là cái bóng mà người ta thấy. Cái bóng là như là máy tính. Xong rồi tôi còn nội trang bản đồ có thể nhìn bản đồ nhìn thấy được cái bóng của nó. Bản đồ nhìn được không? Không, cái này bà chỉ xem được cái camera nó quay về đằng trước cái thôi. Vâng, bắt đầu ra đến Bixi. Qua cầu để qua Bixi. Và chúng tôi thẳng tiến về, hôm nay chương trình của tôi thẳng tiến về Lục Ngạn. Lục Ngạn đấy. Lục Ngạn, quê hương đất vải và đất cam canh, bưởi diễn, bưởi da xanh các bạn ạ. Nhãn nữa. Ừ, đúng rồi, có cả nhãn đúng. Xích quyền. Ối. Ối, tao Đài Loan. Các kiểu, nhiều lắm. Đúng không? Vâng. Ô, cái bên này đẹp đấy chứ. Con nhìn để quay về trước làm sao cho đẹp đi. Ừ. Rồi, lên được. Hai video này là hai video dài nhất luôn. Đúng rồi. Con nghe để ý nữa. Một phát có hai máy tính hai video này á. Hơi xịn luôn. Chúng tôi đang bắt đầu lại từ Lục Ngạn trở về thành phố Bắc Giang. May là trên dọc đường còn có anh bạn thân này đi cùng, chứ không một mình tôi là tôi không biết xoay sở như thế nào.
ghê luôn nhỉ. Hôm nay lại nóng, chắc phải nóng ngang với như hôm qua đấy. Nóng hơn. Hả? Nóng hơn, còn cháy hơn đấy. Chưa cửa. Như là cái chảo ấy nhỉ. Sau này con lớn con thích lên, con lớn lên con thích làm nghề gì? Anh nghề em kể rồi, bố biết rồi đấy. Nghề gì? Bây giờ thiết kế rồi. Thế giờ con cũng thích nghề xây dựng cơ à? Nó phải, nó ba cái nghề là ba cái nghề. Thôi tùy con thôi, lớn lên đâu rồi con sẽ suy nghĩ xem là con thích nghề gì, đúng không? Hồi bé mình em mơ ước thành giáo viên, mình em thành dạy học, bây giờ cố gắng học làm cho con ạ. Đúng rồi. Bố toàn bỏ cuộc rồi. Bố chả bỏ một cuộc mà bố đi tìm cái đam mê của bố thôi. Bắt con lên cầu. Cố gắng tìm một cái đam mê của mình và sống theo chính mình, chứ không cần phải giàu quá đâu. Giàu quá đi chơi được đấy. Giàu quá thì làm gì, giàu quá có tiền thì tốt nhất là đi giúp đỡ người nghèo, những người còn không có cơm, không có manh áo mặc đấy con ạ. Mình mua áo ở đâu vậy ạ? Không nhiều mà, nhiều em bé ở trên vùng cao ấy làm gì có sức ăn thì không đủ. Rồi thuốc cũng có, thuốc chữa bệnh cũng ít, rồi cơm ăn không đủ, quần áo không đủ mặc, mùa đông thì rét, sách vở không có, nhà có, nhà thì có nhưng nhà thì rách lắm, mùa đông gió nó thổi qua cái khe cửa thổi nhà rét lắm. Bao giờ con lớn thì mà có đủ điều kiện ấy thì bố cho con đi để con nhìn các bạn ở trên đấy, con mới biết rằng là con mới còn sướng chán và phải biết tiết kiệm con ạ. Sao có thích ở trên núi đẹp cũng quá đi. Cần gì đẹp? Đẹp làm gì? Đẹp làm bằng lá cây. Lá cây nào mà rau lông không? Rau làm sao được? Để nhiều lá cây vào xong rồi làm giải chiếu lên. Ở trên đấy không có tre mà làm ấy. Hả? Ở trên núi không có tre mà làm ấy. Đầy cây rừng luôn. Cây rừng làm thoải mái. Mà mình làm hết bao nhiêu cây đâu, nếu mà để ở hết bao nhiêu cây mà. Bố thích ở rừng bởi vì rất là yên tĩnh, mà cuộc sống nó không phải bon chen quá. Thức ăn bố ăn bố kiếm ở đâu? Thức ăn thì mình phải tự trồng rau, xong rồi trồng các loại rau để sống. Cái bếp lửa đâu? Lửa thì ở đấy có mà, mình tự làm được. Kê gạch kê đá lên thành bếp. Mình đập quả đá xong đá nó ra lửa. Vậy thì bằng một số thứ cần thiết thì mình phải có. Thì áo kiếm không ạ? Áo kiếm không ạ? Tắm một kiếm không ạ? Tắm suối. Áo thì mình phải có quần áo chứ. Nào, đi giờ trên núi không có quần áo mà. Thế trên núi máy tính mạng ở đâu? Dùng bằng mạng 4G. Máy tính thì bố có rồi, đúng không? Kết nối mạng gì? Kết nối mạng bằng mạng không dây, mạng 4G.
sinh á. Vệ sinh ở trên đấy mình phải làm. Thế điều cái mát ở đâu? Ở đấy nó tự nó mát mà, trong rừng mát lắm. Thế trời nắng lấy không ra gió à? Không cần gió cũng mát. Ở trong rừng bản thân cũng đã rất gió và mát rồi. Ban đêm không ngủ cửa ấy đóng không? Không cần, bởi vì có cái gì đâu mà mất. Có con voi mà con tử hoặc con gì. Mình phải làm nhà để làm cái cửa hở thôi, cửa để kêu cái con nó không vào. Làm nhà trên cây con có thích nhà trên cây không? Người ta chặt con thôi. Chặt làm sao đấy? Làm cái nhà trên cây sao có tiết thì cũng chạy thế. Nào mình muốn gặp cổ căng lên mình kéo lên mình gặp vào hết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà làm nhà trên cây cũng hơi khó một tí. Đừng có làm nhà trên cây tre, cây tre cây á. Trong giờ này mẹ Yến cũng về đấy nhỉ? Vâng. Về nấu cơm của bố con mình còn ăn chứ nhỉ? Chắc bố con mình về là có cơm ăn à? Em biết từ nấu xong từ lâu rồi. Hôm nay em nấu xong từ lâu rồi nhưng mà nha.